Chiều nay tại nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, năm 2022, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã hoạt động trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng, chuyên nghiệp, hiện đại, có những tiến bộ rất rõ rệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác tham mưu, phục vụ, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực và phối hợp hiệu quả với các cơ quan, tổ chức hữu quan. Trong năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng cường công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội bảo đảm ngày càng hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại, tiếp tục phát huy dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục quán triệt và triển khai nghị quyết số 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo nguyên tắc là tất cả các đơn vị phải bao phủ hết các chức năng, nhiệm vụ mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Trên cơ sở đó, rà soát lại để xây dựng vị trí việc làm, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và hai đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ, Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao huân chương lao động hạng nhì, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội trao cờ thi đua, bằng khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Chiều nay, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Sự hội nghị có các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Năm 2022, mặc dù phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, với yêu cầu rất cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai ban chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, các địa phương, lãnh đạo ban, cán bộ, công chức viên chức, nhân viên của Ban Nội chính Trung ương đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Công tác thông tin tuyên truyền, đối ngoại được quan tâm thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 của cán bộ công chức viên chức toàn ngành nội chính Đảng. Thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về nội chính, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 3 đồng chí. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 12, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2022 và giao ban Chủ tịch Hội đồng các tỉnh, thành phố. Năm 2022, hệ thống nhà thiếu nhi toàn quốc đã có nhiều hoạt động như tổ chức hàng trăm lớp dạy bơi, chạy hè, kỹ năng sống, hơn 9.000 lớp năng khiếu, 618 hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị gần 17 tỷ đồng. Hội đồng đội Trung ương đề nghị năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Các đơn vị cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu niên nhi đồng. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học, triển khai các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng, quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống nhà thiếu nhi các cấp. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 28 tháng 12, Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Khăm Phăn Vị Phả Văn.
báo cáo Thủ tướng Lào về kết quả cuộc họp thường niên năm 2022 giữa Bộ Nông nghiệp hai nước, kết quả triển khai các dự án từ nguồn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào. Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định các dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực. Phía Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ phía Lào đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đào tạo dài hạn, hàng năm còn tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn trong các lĩnh vực thủy lợi, chăn nuôi, thú y. Bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ Lào trong cải tạo đồng ruộng, làm thủy lợi và kỹ thuật trồng lúa cho năng suất cao, Thủ tướng Phan Kham Vị Phả Văn mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hợp tác hơn nữa với phía Lào trong lĩnh vực nông lâm nghiệp trong thời gian tới. Trước đó, tại cuộc họp thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 27 tháng 12, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào đã trao đổi về một số vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Hai bên đã ký kết văn kiện hợp tác giai đoạn 2023-2024 trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn. Hôm nay tại Hà Nội, Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Năm 2022 với nhiều thách thức như tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thiên tai ngày càng cực đoan bất thường, ảnh hưởng dịch bệnh, kinh tế thế giới, ngành thủy lợi đã tích cực chủ động tham gia toàn diện các công tác về thủy lợi và nước sạch nông thôn. Năm 2022, Tổng cục Thủy lợi tiếp tục triển khai xây dựng đề án an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2045, chỉ đạo lập quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và các công tác vận hành công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, an toàn đập và phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, từ ngày 15 tháng 1 năm 2023, Tổng cục Thủy lợi sẽ được quy hoạch thành Cục Thủy lợi. Nghị định thì có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1. Như vậy là trước ngày 15 tháng 1 thì phải ổn định tổ chức. Đó. Sẽ phê duyệt, bộ sẽ có phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục. Để cơ bản ngày 15 tháng 1 là chúng ta cơ bản có bộ cục xong và ổn định hoạt động trước Tết âm lịch. Bây giờ mình thêm cái nhiệm vụ là phụ trách 3 cái công ty mà sắp tới là 5 công ty công ích. Mình chịu nhiệm 5 công ty công ích. Trong năm 2023, ngành thủy lợi sẽ đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế trong vấn đề hạn mặn, môi trường nước, giảm phát thải. Nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến chiều sâu trong chuyển đổi số. Đây là nhận định được đưa ra tại diễn đàn chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tư duy và hành động mới được tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội. Năm 2022 là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Trong đó, nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số và đạt được nhiều thành công, cắt giảm được chi phí vận hành, tiếp cận khách hàng, tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số lượng lớn các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa thực sự quan tâm đến chiều sâu trong chuyển đổi số. Tôi thực hiện chuyển đổi số từ ở nhiều cái cấp độ, từ cái phần hạ tầng lên các cái lớp ứng dụng, nhưng mà quan trọng nhất cái vấn đề nhận thức ở các cấp lãnh đạo, cái văn hóa sáng tạo, văn hóa thay đổi. Vì chuyển đổi số thì nó cũng là liên quan tới vấn đề sáng tạo ra cái mới bằng những cái công nghệ, những quy trình. Để thực sự nâng cao được chất lượng chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp chi tiết theo tiêu chí khoa học, rõ ràng, từ đó có những thay đổi, chiến lược, kế hoạch phát triển phù hợp. Thưa quý vị, trong một tuần trở lại đây, tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S, phường 5, thành phố Tân An, thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An quản lý, và trung tâm 6202D của tư nhân ở huyện Bến Lức luôn trong tình trạng quá tải. Đáng chú ý là trong quá trình kiểm định, các đơn vị đã phát hiện trên 10% xe cơ giới sai với thiết kế ban đầu, nhưng trước đây vẫn đăng kiểm chót lọt tại các trung tâm đăng kiểm của tư nhân. Tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S, mỗi ngày có trên 300 phương tiện xe cơ giới đến đăng ký kiểm định. Trong khi đó, năng lực của trung tâm chỉ kiểm định được khoảng 200 xe trong một ngày. Giải pháp của đơn vị là tiếp nhận hồ sơ hôm trước, hôm sau tiến hành kiểm tra phương tiện. Khoảng tuần lễ nay thì lượng xe nó dồn về trung tâm cũng rất là đông. Ở đây phát hiện thì khoảng trên 10% xe phải khắc phục những cái tình trạng mà sai so với hồ sơ. Bắt buộc mình phải yêu cầu người ta khắc phục để kiểm định lại. Trên địa bàn tỉnh Long An hiện có 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trong đó có 1 trung tâm của nhà nước, 2 tư nhân. Hiện tại, 1 trong 2 trung tâm đăng kiểm tư nhân đã dừng hoạt động do vi phạm pháp luật.
thì trong cái công tác kiểm định còn nhiều thiếu sót tồn tại, trong đặc biệt là cái trong cái bộ phận đăng kiểm, nên là chúng ta biết trong thời gian vừa qua, có một tuần nay thì cái lượng xe tập trung về cái trung tâm đăng kiểm của thành phố Tân An chúng ta rất là đông. Chính vì vậy thì lực lượng thanh tra giao thông được sự chỉ đạo của Bộ Giao thông, Thanh tra Bộ và Sở Giao thông Vận tải là tiến hành và bố trí lực lượng anh em để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trong ngay cái trung tâm đăng kiểm. Thì trong bên cạnh đó là lực lượng thanh tra giao thông sẽ tăng cường công tác quản lý vi phạm các trung tâm đăng kiểm trên cái địa bàn tỉnh Long An. Để ổn định trật tự tại các khu vực trung tâm đăng kiểm, thanh tra giao thông đã tăng cường lực lượng tiếp ứng, điều tiết giao thông, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh kiểm tra xử lý vi phạm đối với những trường hợp thay đổi kích thước thùng xe không đúng với thiết kế, quy chuẩn của quốc gia và thông báo kết quả đến Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời chấn chỉnh. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về kết quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết, trong năm vừa qua, số lượng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gia tăng và đa dạng hơn về thành phần. Vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng kiều bào trong xã hội sở tại ngày càng nâng cao. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành một bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tính đến tháng 6 năm 2022, kiều bào đã có 376 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới WB, lượng kiều hối về Việt Nam năm nay có thể tăng 4,4% so với mức 18,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Ngày 28 tháng 12, tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Liên quân chiến đấu Lào Việt Nam ở bản Phôn He, huyện Thụ La Khôm, tỉnh Viêng Chăn, Đảng bộ chính quyền tỉnh Viêng Chăn đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Liên quân chiến đấu Lào Việt hy sinh trong chiến thắng Bản Cơn. Các đại biểu đã cùng đặt lãng hoa, dâng hương trước bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ theo các nghi thức của đạo Phật, phong tục tập quán của Lào và cả Việt Nam, để khẳng định ý nghĩa quan trọng lịch sử của sự kiện. Tại khu vực này, ngày 20 tháng 1 năm 1946, Liên quân Lào Việt đã đồng loạt nổ súng tấn công tập đoàn cứ điểm Bản Cơn. Trong đó, Phôn He là cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp. Việc tiêu diệt cứ điểm là một chiến thắng có ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu một mốc son tiêu biểu trong sự hợp tác của Liên quân Lào Việt ngay trong giai đoạn đầu của cách mạng giải phóng dân tộc, bảo toàn được lực lượng cách mạng kháng chiến lâu dài đến thắng lợi hoàn toàn. Thưa quý vị và các bạn, là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Bộ Giao thông Vận tải, hoạt động của thanh tra Bộ Giao thông Vận tải giữ vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa từ xa, tránh tham nhũng tiêu cực trong các hoạt động của ngành, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng cơ bản. Nhiệm vụ này đã được tiếp tục làm rõ, nâng cao hiệu quả tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2023. Trong năm 2022, công tác thanh tra kiểm tra tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nông, được dư luận và xã hội quan tâm như dự án cao tốc Bắc Nam, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thanh tra Bộ đã chủ trì thực hiện tổng số 30 cuộc thanh tra kiểm tra, trong đó có 13 cuộc đột xuất, đạt 143% kế hoạch được giao. Qua công tác thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 190 triệu đồng, kiến nghị xử lý kinh tế khác trên 1 tỷ 146 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Năm 2023, hoạt động thanh tra tiếp tục đi vào thiết thực hiệu quả, đổi mới phương thức, cách thức tiến hành thanh tra, đặc biệt là công tác khảo sát, nắm bắt trước khi tình hình thanh tra, tăng cường đối thoại, phát huy vai trò là cơ quan phòng chống tham nhũng của Bộ Giao thông Vận tải. Chiều nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã tổ chức buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hầm đường bộ Hải Vân. Tình huống giả định có tai nạn xảy ra trong hầm Hải Vân, nhiên liệu tràn ra ngoài gây cháy lan. Qua màn hình camera quan sát và thiết bị cảm ứng giao thông, Trung tâm Điều hành Giao thông lập tức thông báo cho lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và lệnh đóng cửa hầm được thực hiện. Các xe tạm thời ngừng lưu thông qua hầm Hải Vân 2, đồng thời liên lạc với ngành chức năng hai địa phương thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ. Việc cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Sau khi kiểm tra độ an toàn khu vực bị nạn, hầm đường bộ Hải Vân cho các phương tiện lưu thông bình thường. Buổi diễn tập nhằm chủ động thực hiện các phương án khi có sự cố xảy ra, bởi đây là một công trình quan trọng, phục vụ hơn 20 triệu lượt xe kể từ khi đưa vào vận hành.
là đơn vị sở hữu quy mô nguồn điện lớn nhất trong các tổng công ty phát điện tại Việt Nam, chiếm tỷ trọng 9% toàn hệ thống điện quốc gia. Vượt lên những khó khăn, năm 2022, Tổng công ty phát điện 1 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Tổng công ty phát điện 1 đối diện với nhiều thách thức về nguồn cung nhiên liệu, dòng tiền, thị trường điện. Vượt lên những khó khăn đó, EVN Genco 1 đã vận hành an toàn, ổn định và tin cậy các tổ máy, đảm bảo cung cấp điện theo yêu cầu của hệ thống. Thực hiện đạt và vượt 6/8 chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được EVN giao, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất với 30,38 tỷ kWh, đạt 101% kế hoạch. Năm 2023, giá than nhập khẩu dự báo vẫn duy trì ở mức cao, tiếp tục gây khó khăn lớn cho việc cạnh tranh trên thị trường điện của các nhà máy nhập khẩu than trong bối cảnh tăng trưởng phụ tải dự báo thấp. Đặc biệt, hiện lượng tồn kho của các nhà máy điện cuối năm thấp hơn nhiều so với định mức tồn kho tối thiểu, không bảo đảm an toàn cho vận hành quý 1 năm 2023. EVN Genco 1 phấn đấu hoàn thành thực hiện mục tiêu sản lượng điện sản xuất năm 2023 là 36,526 tỷ kWh.